Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 331. Ở cuối tập trước, sau khi cảm thụ được tư vị luyện ngục đến từ giao long nhất tộc đi. Giao long chủng, trong phút chốc hai đạo long hồn có được năng lực trói buộc cường đại bên ngoài từ dương. Đột nhiên lại một lần nữa biến dị, phóng thích ra uy áp hồn lực không gì sánh kịp. Toàn bộ hư không tựa hồ đều ở trong nháy mắt này biến thành thâm hải địa ngục lạnh lẽo. Phải biết rằng, loại kết giới nguyên thú đến từ linh hồn do bản thể phóng thích ra này là loại băng lãnh có thể tràn ngập vào trong xương cốt. Đang từ cấp độ huyết mạch tiến hành phong ấn toàn diện thực lực của Từ Dương. Trên thực tế, một khi mục tiêu bị công kích rơi vào loại thủ đoạn phong ấn của lĩnh vực phụ này, căn bản không có khả năng tự mình tránh thoát. Hai đạo long hồn đem Từ Dương bọc lại đưa đến trước mặt Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương làm càn cười to, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú vào Từ Dương. Không phải là ngươi rất mạnh sao? Vì sao hiện tại chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay ta? Từ Dương vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, nếu như đây là toàn bộ thực lực của ngươi, chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng rồi. Ta lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì tranh đoạt kết giới trói buộc của ta. Trong nháy mắt, song long ở trong hư không biến thành một cái lồng giam chân chính, phong ấn bên ngoài thân thể Từ Dương cũng hoàn toàn biến thành hệ thống lực lượng chỉnh thể. Hoàn toàn đồng hóa với đạo long hồn này, nói cách khác, trừ khi Hắc Giao Vương chủ động rút đạo năng lượng này ra. Nếu không, Từ Dương sẽ thủy chung ở trong trạng thái bị phong ấn. Đương nhiên, thật vất vả mới đắc thủ một lần, Hắc Giao Vương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phóng thích Từ Dương như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều năng lượng thú nguyên tràn vào trong huyết mạch Từ Dương, đem tu la lực của hắn áp chế hoàn toàn. Dù sao cấp bậc nguyên lực của song phương cũng không ở cùng một cấp độ, Từ Dương thì trải qua trạng thái suy yếu mấy lần liên tiếp, mà Hắc Giao Vương trước mặt lại ở trạng thái đỉnh phong không ai bì nổi. Nữ đế đã nhìn không nổi nữa, đang định ra tay thì lại bị Vô Song ở bên cạnh ngăn cản lại. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, ném cho nữ đế một ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng nhìn ra được, Từ Dương tựa hồ cũng chưa chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào thú nguyên lực này là có thể đem bản nguyên tu la trong cơ thể ta hoàn toàn luyện hóa sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Từ Dương vẫn là một bộ dáng bình tĩnh không nhanh không chậm, tựa hồ giờ phút này kẻ đang bị phong ấn cũng không phải là bản thân hắn. Hắc Giao Vương cũng là mặt lạnh cười lạnh lùng nói, vậy thì nhìn xem ta đến tột cùng có thể làm được hay không đi. Sau một khắc, Hắc Giao Vương đúng là đem nội đan giao long của mình phóng thích ra. Nội đan này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ loại hải thú nào khác, cơ hồ là một vật thể phát sáng hoàn chỉnh mà cường đại giống như một mặt trời nhỏ. Trời ạ, không thể tưởng tượng được nội đan của hắn ta lại lớn như vậy. Dù sao cũng là nội đan khổng lồ ngưng tụ trăm vạn năm mới thành hình. Nếu như bất kỳ loại thú thể nào khác có thể kế thừa năng lượng nội đan này, trong khoảnh khắc đều sẽ biến thành ma thú cường đại nhất đại lục. Hai đại nữ thần nhịn không được nghị luận, nội đan như vậy đúng là quá có sức hấp dẫn. Dường như ta có một ý tưởng rất thú vị. Nữ đế đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị, trong nháy mắt tiếp theo, bản thân nàng đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Không bao lâu sau, đám vương hầu thâm hải vốn đang trốn ở dưới mặt nước biển quan chiến, trong đồng tử đồng thời phóng xuất ra hào quang yêu dị màu tím đậm. Mà đây chính là bút tích của nữ đế, tặng cho Hắc Giao Vương một phần lễ vật lớn. Khi nữ đế một lần nữa trở lại bên người Vô Song lập tức hiểu được ý đồ của nữ đế. Quả nhiên, ngay khi nội đan vô cùng cường đại này tùy ý phóng thích thú nguyên lực, luyện hóa bản nguyên tu la trong cơ thể Từ Dương hai mười mấy vương hầu thâm hải. Đồng thời động thủ, khí tức cũng không tập trung vào Từ Dương mà là tập trung vào thú hoàng nội đan khổng lồ trên đỉnh đầu Hắc Giao Vương. Ha ha, nội đan thịnh yến lớn nhất như vậy chỉ cần có thể lấy được một bộ phận nhỏ, ta sẽ có thể trở thành hải thú cường đại nhất. Mỗi một vương hầu thâm hải đều có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận Hắc Giao Vương. Mấy người các ngươi, quả nhiên là muốn chết. Hắc Giao Vương giận dữ, bản thể trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, chỉ bằng vào ba đạo huyễn thể của mình, liền đồng thời ngăn cản động tác tập kích của hai mươi mấy vương hầu thâm hải. Thế nhưng cũng chính trong nháy mắt này, Từ Dương thấy được một màn mình vẫn luôn hy vọng nhìn thấy. Trên thực tế, hắn bị trói buộc lâu như vậy, cũng chính là đang chờ đợi một cơ hội khó có được như vậy. Đó chính là sơ hở trong nháy mắt Hắc Giao Vương chủ động bại lộ nội đan của mình. Đồng thời lại không thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào chính mình. Sau một khắc, thiên nhãn tâm cảnh khổng lồ lại huyễn hóa ra trên đỉnh đầu. Thiên nhãn chỉ uy cơ hồ lập tức đốt lên hai đạo thần khí hộ thể, một hồng một đen đến từ hai đại nữ thần bên người Từ Dương. Đồng thời cũng làm cho Tịch Dạ ở cuối đỉnh cực phong cũng mở hai mắt. Tiểu tử ngươi, thật hết lời mà. Thế nhưng nếu đây là hứa hẹn của ta nhất định sẽ cống hiến ra một phần lực lượng của ta trợ giúp ngươi. Trong phút chốc, Tịch Dạ cũng đánh ra một đạo bản nguyên linh hồn vô cùng cường đại của mình. Đó là sau khi trải qua Từ Dương dẫn dắt,
đạt được thông ngộ trong tâm cảnh, đạt được tinh thần chi quang cường đại nhất của tịch dạ trước mắt. Trong nháy mắt, tam nguyên pháp tắc, mỗi cái đại biểu cho ba loại lực lượng cực hạn, dưới lực dẫn dắt tụ tập của thiên nhãn của Từ Dương, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo tam nguyên lợi kiếm vô cùng cường đại. Khí tức kiếm phong này tản mát ra tựa hồ so với bản thể Tu La chi kiếm đơn nhất của Từ Dương còn cường đại hơn, không sai không lệch tập trung ở trên nội đan khổng lồ của Hắc Giao Vương. Ngay bây giờ, tất cả mọi người cùng nhau phát động một cuộc tấn công. Những vương hầu thâm hải đã hoàn toàn mất đi bản tâm, phát ra tiếng gầm giận dữ cuồng loạn. Đồng thời theo tam nguyên lợi kiếm của Từ Dương, cùng nhau đánh ra một kích hủy diệt kinh thiên động địa đối với nội đan của Hắc Giao Vương. Tịch Dạ, ngươi là đứa con bất hiếu, tuy nhiên động thủ với cha ruột ngươi. Hắc Giao Vương bộc phát ra tiếng giống giận dữ, đáng tiếc, cho dù giờ phút này hắn ta phẫn nộ như thế nào, lực lượng hắn ta phải đối mặt cũng sẽ không bởi vì trạng thái của hắn ta mà thay đổi. Hắc Giao Vương lâm nguy không loạn, lâm thời đem năng lực phòng ngự cường đại nhất của hắn ta hoàn toàn nhắm vào tam nguyên lợi kiếm. Sau đó cứng rắn dựa vào lực phòng ngự của nội đan bản thể chống đỡ một kích chí mạng từ hơn 20 vương hầu thâm hải. Tuy rằng một kích này cũng không khiến cho nội đan bể vụn, nhưng vết nứt rõ ràng ở phía trên. Đồng nghĩa sau một hiệp này, Hắc Giao Vương đã lưu lại nội thương vĩnh viễn, trong thời gian ngắn không thể chữa trị. Nội đan đối với một thú tộc mà nói là bản nguyên sinh mệnh trọng yếu, một khi bị hao tổn, đồng nghĩa với phải trải qua nhiều năm thời gian mới có thể hoàn thành chữa trị. Mà trước mắt, Hắc Giao Vương đang gặp phải cao thủ cấp bậc đỉnh cấp như Từ Dương. Căn bản không có thời gian chữa trị, có lẽ vết nứt này đã trở thành phục bút trọng yếu cuối cùng khiến Hắc Giao Vương ngã xuống. Nhưng lúc này Hắc Giao Vương căn bản đã không kịp suy nghĩ đến những thứ này. Việc hắn ta cần phải làm là lập tức dùng thủ đoạn trả thù tiêu diệt mấy tên gia hỏa phản bội mình này. Bản tôn ghét nhất chính là phản bội, đám chết tiệt các ngươi mau hiến tế sinh mệnh của các ngươi đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Giao Vương đem bản năng thôn phệ cường đại của mình, tập trung ở trên 20 mấy đỉnh đầu vương hầu thâm hải ở trên mặt biển phía dưới. Phải biết rằng, vừa rồi 20 mấy vương hầu thâm hải sở dĩ chiếm được cơ hội xuất thủ hoàn mỹ, là bởi vì Từ Dương ngưng tụ ra tam nguyên kiếm hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Hắc Giao Vương. Lúc này Hắc Giao Vương xuất thủ, bọn họ đã không có khả năng trốn thoát. Đến đây thì cũng khép lại tập 331 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.